Xin kính chào quý vị khán giả quay trở lại với video clip mới nhất trên kênh Ký Sự TV. Kính chúc quý vị khán giả trong và ngoài nước một ngày cuối tuần nghỉ ngơi nhiều sức khỏe và niềm vui. Mới đây nhất có một cái tình tiết rất là mới của chú anh chị, lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện trong cái drama của em Huỳnh Như tố mẹ mình, ép mình vào bệnh viện tâm thần. Chúng ta biết là cái câu chuyện này diễn ra cũng được gần một tuần rồi mọi người. Và trong câu chuyện này chỉ có em Huỳnh Như, mẹ ruột, cha dượng và dì hai. Nhưng bây giờ là xuất hiện thêm một cái người đàn ông nữa. Và mình tin chắc rằng cái người đàn ông này sẽ là một cái nhân chứng quan trọng để mà cởi bỏ cái nút thắt trong rất nhiều những cái nghi vấn trong cái vấn đề này. Em Huỳnh Như vừa mới lên tiếng và có tiết lộ một cái người đàn ông nha cô chú anh chị, trong cái thời gian mà em Huỳnh Như còn ở nhà của dì hai. Trên cái cộng đồng bây giờ thì có hai luồng ý kiến, một bên là tin vào em Huỳnh Như và một bên còn lại thì tin vào cái lời người mẹ. Người mẹ nói rằng em Huỳnh Như này bị hoang tưởng, có xài chất cấm và liên tục có những cái hành động lạ cùng với một ông cái thầy bùa gì đó mình không rõ. Còn em Huỳnh Như thì cho rằng người mẹ mình có những cái vấn đề gì với cha dượng nên là muốn ép mình vào trại tâm thần để rảnh tay rảnh chân. Thì chúng ta không biết tin ai cả, bởi vì là chúng ta chỉ mới nghe một bên từ em Huỳnh Như thôi. Còn người mẹ thì chúng ta chưa gặp trực tiếp nên chưa thể nào mà xác định được. Nhưng mới lên nhất thì có một cái chi tiết mà mình nghe được trong cái đoạn phỏng vấn mà YouTube họ mới phỏng vấn như cách đây một đêm hôm qua, thì có nói về một người đàn ông. Thì bây giờ mỗi vị khán giả cùng với em sẽ lắng nghe một cái đoạn ngắn thôi, vài câu thôi, của em Huỳnh Như chia sẻ về người đàn ông này và cái hành động rất là bị ổi luôn của người đàn ông này. Và đằng sau đó là cái sự tiếp tay có thể là của dì hai theo cái lời khai của em Huỳnh Như của chú vậy ha. Bây giờ cái người đó dì hai em dắt ra tiệm em định đặt em tắm không mà là biến thái rồi chứ đâu có tốt được. Là quá biến thái luôn rồi, em không chấp nhận gì được. Mà mỗi lần em đi tắm trong tiệm là bắt đầu nhìn vô cái lỗ đó là xì xà rì xà đằng sau tiệm, trong khi em nói là dì hai em không ra tiệm thì người đàn ông nó không ra, dì hai em ra tiệm người đàn ông nó ra. Và họ điện thoại làm phiền em bằng mọi hình thức, đủ số điện thoại hết. Em nghĩ là khách hàng em mới nghe. Em Như nói rằng là mỗi khi em Như đi tắm thì có một người đàn ông rình rập để mà nhìn em tắm. Và có một điều lạ là khi mà dì hai ra ngoài quán, cái tiệm của em Như làm á, thì cái ông đó có mặt. Còn khi mà dì hai không ra thì ông đó cũng không có mặt. Và chứng tỏ gì cô chú anh chị? Chứng tỏ là dì hai cũng có một cái hành động tiếp tay cho cái người này, dẫn người này đến để mà rình rập em Huỳnh Như. Không biết là cái lời nói này của em Huỳnh Như nó chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà theo mình thấy với một cái biểu cảm và một cái thái độ bức xúc thì cũng có thể tin được cô chú anh chị. Và cũng trong cái ngày hôm qua luôn, dì hai có lên nói cái vấn đề là em Huỳnh Như cũng là một người có chứng hoang tưởng, đặc biệt là có một cái hành động mờ ám gì đó với một cái ông thầy cúng gì đó mình không rõ. Và người mẹ thậm chí còn lên cho rằng là em Huỳnh Như có xài chất cấm nữa. Nhưng mà theo mình thấy cái giả thuyết này là nó hơi sai nha cô chú anh chị. Bởi vì nếu một người á, theo mình biết á, thì nếu mà người chất cấm á, thì chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi mà không xài là họ sẽ bắt đầu có những biểu hiện rất là lạ luôn, và không thể nào nhìn được, phải tìm mọi giá để mà xài chất cấm đó. Và chúng ta biết là em Huỳnh Như đã ở cái nhà của cái ông bà cụ này cũng đã là mấy ngày rồi và hoàn toàn không có biểu hiện gì cả của một người là xài chất cấm. Và thì cái giả thuyết mà đưa ra cái người mẹ nói là em Như xài hàng cấm là mình theo mình là có thể bác bỏ được cô chú anh chị, hoàn toàn không đúng. Và những cái gì mà em Như nói mình thấy cũng rất là bình thường, không có một cái biểu hiện gì của một người là tâm thần hay là đang thèm một cái chất cấm gì đó cả, hoàn toàn không có. Và thì cái vấn đề bây giờ đặt ra là gì? Đó là một là em Như có những cái bức xúc hoặc là không hài lòng gì đó với người mẹ của mình và người cha dượng nên mới lên mạng nói những cái lời này, hoặc là người mẹ đã làm những cái chuyện này với em Như. Và bây giờ cái chúng ta cần đó là một tờ giấy chứng minh em Như bị tâm thần. Bởi vì nghe nói là đã vào trong đó nằm đã 10 ngày rồi thì chắc chắn là phải có một cái tờ giấy hay là một cái tờ thuốc gì đó, biên lai gì đó bệnh viện gửi cho gia đình. Và nếu bây giờ cái người mẹ đưa ra được những cái tờ biên lai đó, hóa đơn thuốc đó thì chúng ta có thể tin được lời người mẹ. Còn nếu không đưa ra được thì chứng tỏ là người mẹ đang cố tình bị đặt những cái lời này cho con gái mình. Và chúng ta hoàn toàn có thể nhờ cơ quan chức năng vào cuộc trong cái trường hợp này. Bởi vì không có một cái bệnh viện nào mà tiếp nhận một cái người bệnh nhân mà không để lại một cái biên lai, một tờ giấy hay là một cái gì cả của chú anh chị. Phải làm việc trên giấy tờ hết. Và đặc biệt là người tâm thần nữa thì càng phải có giấy tờ xác minh này kia.
không ai giữ một người bình thường lại bên trong bệnh viện cả 10 ngày đâu mọi người, rất là vô lý luôn. Còn khi hỏi là YouTube có hỏi cái việc là bây giờ có tờ giấy chứng nhận không, thì người mẹ lại trả lời là nằm viện sớm quá, trốn viện người ta không có cấp. Rất là vô lý của chúng ta vậy, rất là vô lý. Đây là một cái điểm vô lý trong cái lời kể của người mẹ nha mọi người, chúng ta lưu tâm cái chuyện này. Không có một cái cơ quan nhà nước hay một cái bệnh viện nào mà khi mà tiếp nhận bệnh nhân là không có một cái tờ giấy hay một cái sổ gì cả các chú anh chị. Và trong cái trường hợp mà tắc trách nhất thì vẫn phải có một cái tờ gọi là cái sổ khám bệnh, hoặc là cái sổ ghi tên của cái em này, bệnh nhân tên gì tên gì. Còn đằng này là không có một cái bất cứ một giấy tờ gì luôn, mà người mẹ dám nói là em hình như đã vào trong đó 10 ngày rồi. Thì đây là một cái tình tiết rất là thiếu logic cũng như là không hợp lý nha các chú anh chị. Và chúng ta cũng nên thiết nghĩ là nên có một cuộc gặp gỡ giữa cái người mẹ này và em Huỳnh Như, đặc biệt là có thêm một cái quan chức năng hoặc là một người bác sĩ, luật sư gì đó, người ta xuống người ta làm việc chung với em Như, thì khi đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Một số người thì cũng cứ lo sợ cái vấn đề là em Như xuống đó sẽ bị dì hoặc là người mẹ hoặc là cha dượng giữ lại hoặc là xài bùa phép gì đó không cho đi nữa. Nhưng mà theo mình thì rất là khó xảy ra, bởi vì là đi cùng với em Như còn có YouTube và những người bên cơ quan chức năng nữa, thì không đời nào họ dám làm chuyện đó đâu. Chúng ta cứ yên tâm là em Như có thể đi cùng cái một bên như là hội phụ nữ này kia xuống dưới đó và làm việc trực tiếp với người mẹ của mình, yêu cầu đưa ra những cái giấy tờ này kia, hoặc là ít nhất cũng phải có một cái sổ khám bệnh có tên là Huỳnh Như. Chứ còn bây giờ nó không thì ai tin của chú anh vậy. Thì đó là một cái thông tin mà mình thấy là chúng ta nên quan tâm trong cái tình huống này. Có thể nói cái câu chuyện của em Huỳnh Như này thì khiến cộng đồng mạng rất là dậy sóng luôn trong suốt mấy ngày qua. Chúng ta thì cứ ngồi phân tích, đoán già đoán non, nhưng mà chưa có một cái hành động nào cụ thể để mà chứng minh được cái lời nói của mình cả. Và cái việc làm bây giờ là em Như có chịu đi không, đó mới là điều quan trọng. Nếu em Như đồng ý xuống dưới nhà của mình, trở lại căn nhà và đồng ý gặp mặt người mẹ của mình, thì khi đó mình chắc chắn là sẽ sáng tỏ thôi. Bởi vì là khi mà có cơ quan chức năng vào cuộc thì chắc chắn là người mẹ không dám khai lung tung đâu cô chú anh vậy, và cả em Như cũng vậy nữa. Và chỉ cần đưa em Như vào bệnh viện thôi là biết được có bị tâm thần hay không ngay. Bởi vì khi đó người ta sẽ khám lại tổng quát, người ta sẽ chuẩn đoán này kia, thử này kia, thì chắc chắn sẽ biết được có bị không. Còn cái vấn đề chất cấm thì mình thấy là hoàn toàn không có cơ sở, chú anh chị, không có cơ sở. Bởi vì trời em Như rất là xinh đẹp, hoàn toàn không có một cái biểu hiện gì hay là một cái vấn đề gì liên quan chất cấm cả. Thường thường một người sẽ chất cấm thì họ có những biểu hiện như là mắt sẽ đờ đẫn này, hay là gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô này kia. Còn em Như thì hoàn toàn không có, rất là dễ thương, rất là xinh đẹp luôn. Đó là cái điều mình thấy là nó vô lý trong cái lời khai của người mẹ ha. Thì đó là cái tin mà mình muốn chia sẻ một tí trong cái clip ngày hôm nay liên quan đến cái câu chuyện của em Huỳnh Như. Thì nếu mà có tin gì mới em sẽ tiếp tục cập nhật trong những clip sau nha cô chú anh chị. Chúc quý vị khán giả một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kỹ Sư TV ha, để em tiếp tục có những clip hay. Đúng quý vị khán giả, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau ạ.